Em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề Cú lừa bắt chốt ai ngờ bắt tướng kinh thiên động địa. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức. Thank you.
Chơi đến đây, Trần Hoàng Thịnh không thể đỡ nổi, vì vậy Trần Hoàng Thịnh đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Triệu Hâm Hâm không thể đỡ nổi, vì vậy Triệu Hâm Hâm đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Triệu Quốc Vinh không thể đỡ nổi, vì vậy Triệu Quốc Vinh đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.